nhiều ơn bệnh viện. Bệnh viện Hà Đông cũng thấy hay. Bệnh viện Hà Đông cũng thấy hay. Bác sĩ y tá bận suốt ngày. Nhân viên phục vụ đến sớm lắm. Thu rác lau nhà cứ luôn tay. Nội thận lọc máu thật đẹp mắt. Ba hai giường máy chạy đều tay. Thứ hai lọc suốt thứ bảy có nghĩa không nghỉ ngày nào, hiểu chưa? Thứ hai lọc suốt tới thứ bảy rồi, giỏi lắm. Đọc tiếp đi. Thôi, mình đã đi. Bảy. Tấm lòng nhân ái của người thầy. Được rồi, người thầy. Hai. Thương người. Thận mãn đắng cay. Từ trẻ đến già. Không bỏ sót. Hai con này. Nếu mắc bệnh rồi. Phải đến ngay. Đến ngay bệnh viện đấy. Dễ đọc nhờ. Chậm trễ than ôi. Mình học tiếng Anh có giỏi như thế. Không dây lát. Trong dây lát. Con đọc tiếng Anh này. Trong dây lát. Sáng vào mặt tái. Tối cười ngay. Sức sống vươn lên. Vui mỗi ngày. Nhớ ơn bệnh viện công nghệ mới. Cứu sống bao người. Thật là may. No. What I don't understand.